tỷ rưỡi này, tỷ 7, tỷ 9, à, hơn 2 tỷ là có một lô đất trong khu đô thị này rồi. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Em Minh Quyên Phổ Yên giới thiệu quý nhà đầu tư những lô đất chính chủ giá rẻ, vị trí đẹp ở khu đô thị Tấn Đức SGC, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên. Một mặt của khu đô thị này là bám vào đường 69m. Mặt còn lại là bám vào đường 47m, chạy thẳng lên khu công nghiệp Điềm Thụy, nhà máy Samsung. Và chiều ngược lại là chạy xuống khu công nghiệp Tân Phú. Từ đây ra quảng trường chưa đến 1 km. Đặc biệt khu đô thị này giao thông thuận tiện, bởi vì gần nút giao Yên Bình, ngay cạnh nút giao Yên Bình, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Linh. Vị trí cực kỳ đắc địa, nhưng mà giá rất rẻ. Tỷ rưỡi này, tỷ 7, tỷ 9, à, hơn 2 tỷ là có một lô đất trong khu đô thị này rồi. Anh chị quan tâm tới bất động sản ở thành phố Phổ Yên thì đừng bỏ qua video này, để em quay tới tất cả các vị trí từng ô đất một cho anh chị xem và tham khảo. Phù hợp với đầu tư của anh chị thì liên hệ với em Bính Quyên Phổ Yên theo số điện thoại 0935 281 888 để em gửi sổ cho anh chị kiểm tra. Đây, trước mặt của anh chị là đường 69m, bên phải này đi Phú Bình, Bắc Giang, và nó cũng gặp đường 47 ở đấy, và rẽ trái này là đi sang quảng trường. Ra quảng trường chưa đến 1 km, nút giao Yên Bình thì ngay cạnh này. Em quay vào ô đất cho anh chị xem nhé. Trong này có hơn chục lô, tùy từng vị trí, tỷ rưỡi, tỷ 7, tỷ 9, hơn 2 tỷ. Rất nhiều mức giá cho anh chị đầu tư. Anh chị quan tâm lô nào thì liên hệ với em để em gửi sổ và gửi bản đồ tổng thể cho anh chị tham khảo. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này.